thông tin mới nhất liên quan tới Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi ông và nhiều cấp tá được tặng huân huy chương bằng khen, chứng tỏ Bộ Công an đã ghi nhận thành tích, những nỗ lực và quyết tâm dẹp yên tội phạm của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong tuần qua, ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Cao Tưởng Huy, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng qua, tỷ lệ điều tra khám phá chung của công an tỉnh Quảng Ninh đạt 83,7%, làm rõ 236 trên 282 vụ, 595 đối tượng gây án. Trong đó, điều tra khám phá rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%, làm rõ 26 trên 26 vụ, 33 đối tượng gây án. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trao cờ thi đua của chính phủ tặng tập thể phòng an ninh điều tra về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm 2022. Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho 8 cá nhân. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương chủ động tổ chức sơ kết, tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Từ đó có những biện pháp, giải pháp thật cụ thể, sát với thực tiễn và tình hình yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến cuối năm 2023. Một lần nữa, xin được chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ việc thẳng thắn câu khai số điện thoại cá nhân, nhận tin tố giác tội phạm đến những vụ án phanh phui chân rết của cựu tướng Đỗ Hữu Ca. Và đến nay, khi tội phạm được dẹp yên, Thiếu tướng Nơi lại tiếp tục thanh trừng những cán bộ có những biểu hiện lệch chuẩn như trưởng Công an Phường Bãi Cháy. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta thấy rất nhiều vụ trọng án được tướng Đinh Văn Nơi triệt phá bộ công an vừa quyết định điều động công tác đối với đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang theo đó đại tá đinh văn nơi được điều động làm giám đốc công an tỉnh quảng ninh thay đại tá nguyễn ngọc lâm ông lâm hiện là cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an Trước đó hồi đầu tháng 7 năm 2020, chỉ sau ít ngày về nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo cho đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử công an tỉnh. Ngay sau đó, các mặt báo đều công khai thông tin lần đầu tiên giám đốc công an An Giang dùng chính số điện thoại cá nhân của mình là 096 229 7777 làm đường dây nóng và người dân có thể trực tiếp gọi điện, nhắn tin SMS hoặc Zalo để báo tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn An Giang qua số điện thoại này ban đầu chỉ có một số ít người dân rè dặt báo tin vào số điện thoại nhưng họ đều bất ngờ vì những cuộc gọi tin nhắn của họ đã được trực tiếp giám đốc công an tỉnh tiếp nhận xử lý nhanh gọn đến nơi đến trốn Đến nay, bất ngờ ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số điện thoại trực ban của Công an tỉnh Quảng Ninh là 069 2808 112 và 02033 835 901, thường trực 24 trên 24 giờ, tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm tố giác tội phạm a.quangning.gov.vn thường trực 24 trên 24 giờ tiếp nhận email có nội dung tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng công khai số điện thoại là 0962297777 số điện thoại này thường trực 24 trên 24 giờ tiếp nhận các tin nhắn SMS tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh trật tự tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, tại hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh Quảng Ninh quý 1 năm 2023, tổ chức ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Hạ Long, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trưởng công an các địa phương, các phó thủ trưởng cơ quan điều tra phải thực sự quyết liệt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý tội phạm thiếu tướng đinh văn nơi yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động bám sát địa bàn tăng cường nắm tình hình dự báo tình hình để phòng ngừa không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng vũ khí nóng hoạt động theo kiểu xã hội đen kiềm chế kéo giảm các vụ án phòng ngừa tội phạm lưu động liên tuyến không để phát sinh phức tạp và bị động bất ngờ các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa các tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tội phạm liên quan sử dụng rượu bia, chất kích thích. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm quy trình công tác, thực hiện tốt công tác truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, đẩy nhanh tiến độ giám định trong các vụ án, đảm bảo kinh phí phối hợp hiệu quả trong hoạt động điều tra. Trước đó, khi vẫn còn giữ chức đại tá, đồng chí Đinh Văn Nơ chia sẻ Tôi từ Cần Thơ về nhận công tác ở An Giang có một mình, không bà con thân thích nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của tôi với mong muốn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thật nhiều từ người dân An Giang. Với lại, tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nên nếu được người dân hỗ trợ giúp đỡ càng nhiều thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả đó. Tin lành đồn xa, sự tin tưởng đã được nhân lên gấp bội. Những ngày tháng tiếp theo, số lượng cuộc gọi nhắn tin vào đường dây nóng này tăng lên nhanh chóng. Hơn 2 năm đảm nhận chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng chí Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo đánh hàng loạt vụ án lớn, buộc nhiều đối tượng là ông Trùm, ba Trùm xa lưới. Nhiều người nhận xét Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi là khắc tinh của các loại tội phạm. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ làm giám đốc công an tỉnh An Giang, người dân biết đến ông Đinh Văn Nơi không chỉ qua những phát biểu chỉ đạo về đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà cũng là người đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để người dân gọi điện khi cần. Điều này cũng giúp ích cho công việc khi ông chuyển công tác từ Nam ra Bắc. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, nói đến vấn đề điện thoại cá nhân câu khai làm đường dây nóng là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay, khi một mình đến đó, anh không có bà con họ hàng. Nếu không được cán bộ và nhân dân địa phương ủng hộ thì anh rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Việc câu khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng, ở đây tôi không có áp lực gì. Tuy nhiên, khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi. Khi dân điện thoại nhắn tin, anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển. Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian, nhưng ở đây mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế này. Qua đó cũng là một kênh nắm thông tin giám sát cán bộ. Ví dụ như ở huyện A có tình hình hoạt động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo nhưng tôi đã biết, đó là mình chủ động chứ không để mình rơi vào thế bị động. Và nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh. Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá. Người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình câu khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để, người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận, cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, giờ đây được luân chuyển ra Bắc, những sự khác biệt là không thể tránh khỏi. Nhưng dù ở đâu thì thiếu tướng Đinh Văn Nơi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông chia sẻ, ở công an tỉnh Quảng Ninh cũng như tỉnh An Giang, những cán bộ công tác tại đây thì người địa phương hầu như rất ít, chủ yếu là người từ nơi khác tới. Tôi thường ví von rằng, nếu như vùng đất là một tổ chim thì có rất nhiều con chim từ các hướng khác, từ các nơi bay về đây hội tụ. Nên tôi không gặp khó khăn mấy về sự khác biệt văn hóa, vì khi đã luân chuyển cán bộ, ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành. Hơn nữa, tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội, đã quen với gian khổ, rèn luyện vất vả rồi, nên thế nào tôi cũng đáp ứng được. Bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn vất vả biên giới, vùng sâu vùng xa, nơi mà đồng bào có lúc có nơi trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu hết chủ trương của Đảng nhà nước chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng thì tôi muốn đến đó dù họ hiểu hơn về những chỉ đạo, quan điểm của đảng, nhà nước, của lực lượng công an, từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ người dân. Đó là những việc giúp tôi trưởng thành. Tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu, rèn luyện. Trong An Giang, đời sống người dân cơ bản có nhiều khó khăn. Ở Quảng Ninh thì đời sống kinh tế của nhân dân tốt hơn, mức sống của người dân Quảng Ninh cao hơn, nên vấn đề phát sinh tội phạm lặt vặt là ít. Ở một môi trường xã hội phát triển kinh tế cũng là cơ hội phát sinh tội phạm. Mỗi môi trường sẽ có những loại tội phạm đặc thù khác nhau, người chỉ huy thì ở đâu cũng là rèn luyện, nên An Giang hay Quảng Ninh thì với tôi cũng không gặp khó khăn gì. Được biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mặc dù không ở địa bàn An Giang nữa, nhưng việc tặng quà và quan tâm của ông khiến bà con rất phấn khởi. Thiếu tướng Đinh Văn nơi nói bà con ở đâu cũng là bà con của mình. Đừng có nghĩ rằng ở An Giang thì khác Quảng Ninh, đừng có nghĩ rằng vùng này miền kia. Thế nên đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào. Một món quà Tết rất nhỏ, tuy nó không giải quyết được một cái Tết cho người dân, nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình. Nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác, chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một cán bộ công an nhân dân phải có. Trong quá trình làm việc, tôi luôn nghĩ rằng người dân thương mình mới động viên mình không thương sẽ không động viên bởi người dân mình rất rõ ràng minh bạch tức là anh có công thì người dân ghi nhận khi nhân dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm trưởng công an huyện phó giám đốc công an thành phố cần thơ giám đốc công an tỉnh an giang và bây giờ về quảng ninh công tác là phải luôn dựa vào dân Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì mình phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mình mới làm việc với địa phương. Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân là mô hình rất hay. Nó rất thật nhưng quan trọng là người lãnh đạo chỉ huy có tổ chức thật hay không. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng lúc nào còn được làm thì phải phục vụ tốt người dân. Tôi biết mình được người dân quý. Khi nói về những áp lực công việc cho đến tình cảm của nhân dân hai tỉnh và gia đình nhỏ, thiếu tướng Đinh Văn nơi không giấu nổi sự nghẹn ngào. Nếu ai đã từng tiếp xúc, hẳn sẽ không quên những điều đặc biệt ở ông là vừa có sự chân thành, ấm áp của người miền Tây, nhưng cũng là người chỉ huy hết sức quyết liệt trong công việc. Thưa quý vị, khi nói về những áp lực công việc cho đến tình cảm của nhân dân hai tỉnh và gia đình nhỏ, thiếu tướng Đinh Văn nơi không giấu nổi sự nghẹn ngào. Nếu ai đã từng tiếp xúc, hẳn sẽ không quên những điều đặc biệt ở ông là vừa có sự chân thành ấm áp của người dân miền Tây, nhưng cũng là người chỉ huy hết sức quyết liệt trong công việc. Trong bài viết với tiêu đề Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cán bộ đi luân chuyển thì phải rèn luyện, phấn đấu, chứ không phải đi học việc đăng tải trên báo An ninh Thế giới. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chia sẻ về những áp lực mà ông gặp phải khi là người chỉ huy và trực tiếp chỉ đạo một loạt vụ án lớn. Ông nói, khi làm việc tôi suy nghĩ đơn giản thôi, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đối với các vụ án lớn, có ban chuyên án luôn sát cánh với mình và là người thủ trưởng đơn vị. Trong quá trình đấu tranh với các vụ án, phải có sự bàn bạc công khai dân chủ, có sự đánh giá rất rõ ràng đường đi nước bước của ban chuyên án làm sao để đạt được yêu cầu. Một số vụ án lớn có hai vấn đề phải đạt được. Một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên, hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng công an quyết tâm cao, không chùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng công an phải làm triệt để đồng chí tổng bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khẳng định không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai sai là phải xử lý lời nói của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã phát ra đó là mệnh lệnh mình là chiến sĩ trong lực lượng công an mình phải thực hiện làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh quyết đoán của người chỉ huy, khi đã phá án là phải làm triệt để. Ví dụ như thời điểm phá vụ án buôn lậu 51kg vàng do chùm buôn lậu 10 tường cầm đầu, có đối tượng trốn sang nước ngoài. Nếu lúc đó công an không nhanh thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa. Thời điểm đó, dịch Covid-19 nên công tác truy vết, truy bắt hết sức khó khăn. Mặt khác, yêu cầu đối nội đối ngoại với nước bạn càng phải thận trọng và tuân thủ pháp luật hai nước. Không những vậy, Thực tế hiện nay, nhiều tội phạm cũng có những mối quan hệ rộng. Chuyện can thiệp để thay đổi kết quả điều tra là những cám dỗ mà người đứng đầu nào cũng có thể gặp phải. Nói về vấn đề này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng, còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được. Đấu tranh với các loại tội phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, đó là quan điểm của đảng, quan điểm của ngành công an, Thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không thôi. Thời gian qua, vụ án do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo triệt phá liên quan cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, trước đây từng là đồng đội của ông đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tâm sự, với các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên, khi phải xử lý thực sự tôi thấy buồn, nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh anh có dám xử lý hay không nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết nếu không xử lý nghiêm rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan trong câu cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay, Đảng và Nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng, cảnh tỉnh nhiều người. Vì vậy, những người vi phạm, dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải bị xử lý thôi. Còn nhớ trước đó, trong một buổi phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi quyết tâm phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết đội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua. Đến nay, những vụ án bị ông Phanh Phui đã phần nào chứng minh cho những gì ông nói.